Hello, xin chào mọi người, xin chào anh em ha. Xin chào quý vị, chú bác. Tiếp tục kinh doanh bãi trung hiếu thì cũng như mọi khi thôi, cũng là nhận đơn hàng. Đây thì cái gì có một cái tem đây, không thấy ghi người gửi anh em. Hồ Thị Châu. Không nhớ ai, tại này không biết ai. Thôi cứ khui máy ra ha. Đây là một cây bù lòng Hitachi ha. Cây này thì đã chế đầu rồi nè anh em. Hiếu thì Hiếu không đánh giá cao cho cái chế đầu kiểu này ha. Đầu này là không phải đầu zin của nó nha anh em. Đầu zin của nó không phải đầu 2 trong 1. Hiếu khẳng định một điều, 100% hàng nội địa. Đa phần, nó từ đa phần luôn, là chỉ có bu lông là ra bu lông, bánh bít là bánh bít chứ không có 2 trong 1. Mới đây thì Hiếu có trải nghiệm qua một cái đời bốt ha, chính hãng bốt. Bốt thì nó có cái 2 trong 1 anh em ha. Còn ngoài ra là chỉ có những cái hàng loại 2 loại 3 á. Đó, loại nói chung là loại rẻ tiền đó thì nó có những cái đầu 2 trong 1. Và Hiếu khẳng định cho anh em biết, nếu khi mà anh em lên cái đầu 2 trong 1 này rồi thì không bao giờ mà xài quá 6 tháng mà nó không rơ ha. Bắt buộc nó phải rơ. Đơn giản là cái miếng thau á, cái bạc thau của cái cùm này nè, nó là chất liệu thép khác. Khi anh em thay cái đầu, thay thế đầu dộn này, nó là chất liệu thép khác. Hai thằng nó bá nhau, thằng nào yếu thằng nào dộn, thì tất nhiên như cái đầu này dộn này, nó sẽ xé ngay ha, thì nó sẽ rơ, thì không thể nào khắc phục được anh em ha. Anh em muốn khắc phục thì anh em lại đi mua đầu này nữa, anh em đi phay, anh em đi tiệc, anh em lại nhét vô, anh em thử làm sao vừa đủ không có độ rơ thì lại tiếp tục xài thôi. Nhưng mà Hiếu thì Hiếu không đánh giá cao cho vấn đề về chuyện đầu như thế này ha. Hiếu chỉ thích bu lông ra bu lông, bánh vít ra bánh vít. Nếu mà muốn chuyện thì sử dụng cái đầu chuyện ha. Đó, mà cái đầu chuyện nó khi mà anh em sử dụng đầu chuyện bu lông mà chuyển qua thành bánh vít thì nó sẽ lung lay cái đầu, bánh cũng chẳng có ra hồn ra trò ra ví gì đâu. Có bánh gỗ thì được, gỗ thì nó dính vô gỗ thì cái cây vít nó ghim vô gỗ rồi thì không sao. Nhưng mà bánh sắt thì nó cứ cầu quăng, anh em cũng làm việc không đạt được quả cao ha. Rồi thì nhớ anh này, rồi anh này khách này là đóng pin và vệ sinh máy ha. Rồi thì pin thì Hiếu đã đóng sẵn rồi, thì việc lấy cái vỏ pin này của coi như là đổi cái vỏ thôi anh em, là lấy vỏ kia đưa vô là lấy cái pin của Hiếu đóng sẵn rồi là đưa vô là xong. Rồi, vấn đề về máy thì vệ sinh ha, thì sẽ test máy. Pin Hiếu đã đóng sẵn rồi ha, test máy. Máy cũng còn khá là ok đó. Rồi anh muốn bảo trì bảo dưỡng thì Hiếu sẽ bảo trì bảo dưỡng cho anh ha. Rồi mình sẽ kiểm tra, thứ nhất là mình sẽ kiểm tra chợ than có cần phải thay than hay gì hay không. Nếu mà than mà còn nhiều thì thôi không cần phải thay ha. Mấy cái dòng máy này nè anh em, bộ sục quay thế bạn nó cứ dịch, chắc là có cát hay có bụi gì, mà cũng chắc là cũng có người mở rồi. Như cái này là có người mở rồi nè, nắp này hình như còn nguyên zin chưa mở nè. Rồi tôi sẽ lại để ra lên kiểm tra. Ngon anh em, chỗ than còn còn 98% luôn nha anh em. Đó, máy này là ok đó, mình nhìn chỗ than như vậy là mình thấy phái rồi ha. 98% chỗ than đó, anh em biết làm sao mà Hiếu biết nó còn 98% mà khi những cái cục than nguyên zin của nó sẽ có cái vết cái mài tù như nè, mài khuyết bên đây và mài khuyết cái bên đây ha. Mà cái này nó vẫn còn, anh em thấy không, nó vẫn còn cái khuyết bên đây này. Đó, bên đây thì hơi gần hết cái miếng khuyết đó, thì đó là anh em đủ biết là cái chỗ than zin của nó
nó cũng gần đầy. Dĩ nhiên rồi ha, bên đây nó như vậy thì bên đây nó cũng phải vậy thôi, hai bên như nhau. Ok, này anh em chỉ cần vuốt sơ thôi ha, tại này nó cũng có nổ, gọi là ba cái chất tạp nham nó dính á, anh em lấy nhém ngành rưỡi anh em vuốt đi, chứ không phải là anh em mài cho nó mất đi ha, vuốt cho nó bóng lên để cho nó trơn tru được tốt ha. Đó là cái vấn đề về chuỗi than là ok nè. Rồi tiếp theo nó sẽ bung nhận máy ra coi nó sẽ cần gia cố cái vấn đề gì hay không. Nó sẽ muốn vít đó. Dòng này mình kiểm tra vệ sinh này nọ nó cũng khá là đơn giản, cũng không khó anh em ha. Anh em chỉ nhập tâm vào cái công tắc và rotor và stator. Còn vấn đề về cái cụm đầu này thì anh em chỉ bỏ mỡ cũ đi, lấy mỡ mới ha. Rồi anh còn định là khôi phục cái đèn này, mà Hiếu nói anh cho anh biết rồi, có nghĩa là cái đèn này nó xàm lắm anh em, nó so giống như làm đèn ngủ thì được ha. Nó là đèn vàng và cái pin của nó hiếm lắm anh em, có bán, nói chung là mua có đó anh em, nhưng mà pin của nó là hết pin là anh em cứ phải mua anh em gắn vô chứ không có sạc ha. Này là nó giống như là một cái bóng đèn rời ở trong đây, nó có pin nè, thì sẽ mở cái nắp lên cho anh em xem. Nó có đèn thì nhìn nó mắc cười thôi, nhớ là trượt lên chụp lên mới được nha anh em. Ôi chà, còn một ốc mặt sau thì mình cứ tự tháo luôn đi. Mất lò xo rồi ha, con này bị mất lò xo rồi, nhớ là nó phải có một cái lò xo ở đây nữa nha, để gắn vầy đúng không? Có cái lò xo hình phễu á, đó, cái phễu nó sẽ chọc vô cái hình to ngựa lên trên để mình bắt con ốc này vô, rồi mình có thể kéo ra kéo vô nhúng đậy được rồi mình quay ha, mà đã bị mất rồi ha. Này là để khui ra rồi giải trí thôi anh em ha. Khuyến cáo đó, anh em đẩy lên đó, nó là hai pin pin mini như thế này, cái mã của nó để tôi coi coi. Trừ bên đây là hồi nó kẹp nguồn vô, kẹp nguồn thử cái đèn pin còn sáng hay không ha, công tắc nó còn ok hay không ha. Đây mã pin của nó là 'Nó có bán trên mạng nha anh em, chứ không phải không bán. Pin thì pin xịn luôn, pin Panasonic bắt in Japan luôn nha anh em. Hiệu điện thế của nó là 1.5V, hai cục nó nối tiếp nhau, cái này là hệ nối tiếp anh em ha, thì nó là 3V. Đúng không ta? À đúng rồi, nối tiếp nè, cái khúc này khúc nối tiếp nè. Rồi thì sẽ kẹp nguồn 3V vô. Mình sẽ thử cái này. Cái bóng đèn. Ủa Hiếu có tìm ra được cái mã pin này rồi á, mà Hiếu thấy nó xàm quá, cái Hiếu không thích. Nói chung là nó xàm lắm. B trừ nè, B cộng nè, mình sẽ kẹp 1S tầm 4.2 độ xuống. Rồi bóng đèn cháy nè anh em.
đèn cháy à. Để trừ đúng rồi nè, mình sẽ đẩy lên cọc này ra, trừ nè với cọc nè. Cháy anh em ơi. Rồi, cho nó qua bên đi. Chủ yếu là cái máy anh em ha. Rồi, dở lên coi khám phá nó luôn. Nếu mà cháy bóng là hiểu cũng có bóng này thay luôn nha anh em. Bóng này cũng khá nhiều. Nhớ là cái bầu bên đây to, nó là trừ. Trừ đây. Cái tim nó là cầm cháy bóng. Rồi bóng cháy lỡ rồi chưa lấy cái đèn đánh. Để thử nghiệm đó anh em, là giống như mình tìm hiểu. Bầu là trừ nè. Tìm cọc. Rồi sáng ha. Rồi thì sẽ xịa vô đây. Và Hiếu sẽ kẹp nguồn để mình thử cái công tắc này còn xài được hay không á anh em. Trừ kẹp vô đây. B trừ. Đây. Và đây B cộng. Rồi sẽ kẹp vô hai cái chỗ này. Bầu là trừ. Em nhìn vô cái bóng đèn anh em thấy nó có một bên nó to, Hiếu hay gọi là cái bầu. Còn cái nào cái tim nhỏ đâm lên là nó là cái là B cộng. Sáng nha anh em, đó có sáng. Đó nó bị đứt chân chỗ này nè anh em. Thấy không? Thì sẽ ghim vô đây, đó đèn vàng nè. Đó đèn nó xàm lắm, cái đèn này nó nói chung là nó xàm lắm. Là bị thúi sát chân dưới đây rồi. Đó hồi nữa Hiếu buồn buồn Hiếu thay cho anh cái bóng đèn trắng vô luôn. Rồi, có nghĩa là không để thử lại cho nó thử cái nút bật tắt cho nó ok hết hay không. Giữ tay đây tắt nè. Anh em đừng có chạm như mặt dưới là nó cũng không có biết độ chính xác đâu nha. Rồi tắt nè, bật nè, tắt nè. Rồi ok, công tắc với lại con lên xe này vẫn ngon lành, chỉ là thúi bóng thôi, thúi cái chân bóng thôi.
rồi lần này nhất định là sẽ quay vào về cái vấn đề về máy ha anh em ha. Này là giống như là trải nghiệm thôi, vì để cho rằng rằng Hiếu sẽ kiếm lại cái mã pin này nè, giữ lại một cell này thì Hiếu đo kích thước hay là mã pin rồi Hiếu sẽ chỉ cho anh ấy cách mua cái pin này ha, hoặc là nếu anh cần thiết thì Hiếu cũng có thể mua dùm cho anh luôn ha, không có gì cả. Còn kích cỡ bóng đèn ra này. Ok, cái nấm bằng nhau ha. Rồi đây Hiếu hồi thì cũng sẽ kiếm cái lò xo cho anh ấy nữa, còn cái lò xo đây, và anh kêu là lấy cho anh một cái dây luôn, dây đeo ha. Rồi thì sẽ kiếm dây đeo luôn. Rồi lần này bên máy anh em ha. Rồi tiếp tục. Rồi nhớ bốn con ốc đầu nó dài hơn anh em ha, bốn ốc đầu luôn nó dài hơn. Máy nguyên zin anh em ha. Ui, cái này cũng thấy lạ lạ rồi, tại sao than còn nhiều mà củ gót lại có vết hành dữ vậy ta. Mình gỡ lên kiểm tra. Không lẽ là thay than khác. Lấy con móc sắt này lên cẩn thận nha, đừng nó gãy cái chân nha anh em. Còn định là nguyên zin đó nên nó phải bóp như vậy nha anh em. Rồi lên rồi. À không phải anh em. Tại vì cái bu cái đóng ở ngoài cái rèm này nè, nên là hiểu tưởng là nó bị vết hành sâu xuống. Máy này là nguyên zin và còn 98% nha anh em. Nói chung là rất là mừng để làm những cái máy này thì nó nhẹ lòng đó anh em. Thứ nhất là khi mình làm xong á, khắc xài nó cũng độ bền còn cao quá đó, mình chỉ cần loại bỏ những cái vết hen rỉ này nè ha, cái vết hen rỉ này loại bỏ hết sạch sẽ đi, bỏ hết mớ cũ. Và anh em lưu ý ha, cái hai cái bạc đạn này nè, anh em mà vệ sinh đó thì bạc đạn này nè anh em phải quấn được cái băng keo làm sao che bạc đạn đi ha. Và bạc đạn sau nữa nó đang êm ru luôn ha, nó đang êm ru như thế này, yêu cầu mà lọt xăng hay là với bãi vô là nó sẽ nghe tiếng khác vậy, nên là anh em lưu ý phải quấn thật kỹ để anh em vệ sinh bụi bặm đánh rửa hết những cái này. Và cái bạc đạn trong đây anh em gõ ra ha, anh em gõ ra nè. Rồi anh em sẽ lấy cái khăn anh em lau sạch đi, bỏ nó qua một bên ha, đừng để cho xăng dầu gì nó vô, tại vì nó rất là êm, thấy không?
lúc đầu nó nghe tiếng máy thì cũng khoái này ha. Rồi đó là vấn đề về rotor, stator. Tiếp theo vấn đề công tắc này, cái này thì không cần phải nguyên zin ha, tại vì muốn vệ sinh được công tắc bắt buộc phải cắt bỏ miếng này ha. Rồi rồi thì anh em muốn bung công tắc này thì anh em phải bung cái bộ phận đảo chiều ra trước ha. Đó, bung bộ phận đảo chiều ra, anh em nhấc lên. Rồi nó sẽ ra một phần đảo chiều. Rồi tiếp theo nữa anh em sẽ bung ở cái mặt lưng đó ra. Anh em lưu ý nha, nhớ để coi chừng mất lò xo và một cái thanh, cái thanh này nè, là nó tháo ra sẽ cho anh em xem. Đây cái thanh này nè, anh em rất dễ làm mất ha. Và khi mà nhiều khi chưa mất luôn mà anh em không biết gắn ở đâu, nó là cái miếng này. Để tôi lấy cái nhíp nhỏ nhỏ đây. Mới để xuống. Đó, nó là miếng này anh em ha. Đó, nó mà mất miếng này là nó sẽ mất cái điều tóc ngay ha. Không có miếng này là sẽ không có điều tóc. Miếng này nó giống như là cái miếng dính điện thôi, nó cũng là một cái dây điện để dẫn lên trên bằng mặt anh em ha. Đó. Những cái miếng này có thể gạy lên để vệ sinh mặt dưới nó nè. Ha. Và anh em lưu ý ha, không được quyền lấy cái gì cà cái lớp từ này nha. Anh em nhớ ha. Lớp từ nè. Không được quyền lấy cái gì cà, anh em chỉ việc lấy cái, anh em rửa xong anh em lấy bông tăm anh em chùi sơ cái mặt này đi, cái là lụm lúa mà cái mặt này vẫn đang sạch này đó, chỉ cần thổi bụi thôi, lau sơ qua thôi. Rồi cái miếng đồng này nó có tác dụng gì? Miếng đồng này nó để cho chân chu ha. Đó thì anh em cũng gãy lên anh em vệ sinh luôn. Tiếp theo nữa ba cái lò xo này ha, anh em nhắc ra anh em lấy cái dàn xỏ xỏ lại. Rồi á, cái những cái dòng này nè nó hay mất cái chức năng điều tóc là cái miếng này nè, nó bị bẹt quá nha anh em, nó bị bẹt quá. Nên khi anh em gắn lại á, em để tay giống hiếu nè ha, kẹp nó ngay giữa rồi nè, anh em nhấn lên cho nó hình cái mũ đó, nó sẽ như thế này, là nó sẽ đảm bảo cái chức năng điều tóc cho mình sau này ha. Đó rồi tiếp theo nữa, nhớ là cái đời này nó có tới hai cái lò xo anh em ha, tại vì nói chung không hiểu tại sao nó thích cho hai lò xo. Cái lò xo này nè, cái lò xo này là bên trong một cái lò xo nhỏ và thêm một cái lò xo to nữa nha anh em. Đó, anh em cẩn thận cái khúc này. Dỡ cái lò xo ra bằng cách lấy cái tu vít nè. Lấy cái vật gì nhọn á, anh em đâm nó vô bên trong. Đó thì nó văng, nó chỉ văng vô cái nhíp mình thôi, không thể nào mà nó văng mắt đi ha. Đó, nhớ là hai lò xo nha anh em, đừng có vứt đi một cái lò xo ha, đừng có thấy nó thừa ha. Tiếp theo nữa anh em nhắc cẩn thận cái khúc này nè. Nó mà có rách á, nó mà có rách cái miếng này nè. Đúng không? Thì anh em cũng giữ luôn để khi anh em đặt lại. Đó, nó như thế này nè. Anh em thấy nó rách không? Đó nè, nó rách nè. Anh em cứ giữ lại giúp Hiếu, bỏ nó qua bên. Nó vừa có tác dụng chống bụi và vừa có tác dụng là chống được bạc qua bạc lại ha. Nó sẽ giúp cho cái điều tóc và thắng phanh của mình nó được duy trì ha. Rồi anh em sẽ dỡ tiếp tục lên là hai thanh. Khi mà hiện trạng của máy của nó đang ok và anh em dỡ lên anh em nhìn mấy cái thanh đập này nó chưa bị bào mòn thì anh em cứ để hiện trạng như vậy. Nhưng mà nếu mà nó mà bị mất thắng phanh, thắng lúc được lúc không, bắt buộc anh em phải duỗi nó ha, duỗi nó xuống một tí xíu, tại vì quá trình á lâu ngày á, hai cái cục này nè, hai trong hai cục này nó có cái hai cái lò xo nữa. Anh em cứ hình dung nó cứ đè cái miếng đồng này, nó đè cái miếng đồng này nè, miếng này là miếng đồng luôn anh em, mà nó phụ niken chất chống Henry nọ thôi chứ thực chất nó là đồng đó. Thì nó cứ mỗi lần mình tiếp xúc máy nó nóng cái thanh này thì nó bị lõm xuống ha, thì mình chỉ cần duỗi nhẹ. Nhưng mà cái trường hợp này thì duỗi có tí xíu của tí xíu thôi nha anh em, là anh em thấy nó hơi bị võng xuống nè ha. Còn cái phần này là nó vinh như vậy nha, chứ không phải là bị cong nha, zin của nó bị vinh như vậy, nó phải vinh như vậy.
còn ngay chỗ giữa này nè, đó, nói chung là anh em phải mắt tinh lắm thì anh em mới thấy là nó hơi cong tí xíu, thì anh em bẻ lại cho nó hình thẳng lại ha, một thanh này. Và bên trong nó cũng có hai cái mà để giữ cố định cái hai thanh bập bên này lại nè. Đó, thì anh em vệ sinh anh em cũng cẩn thận. Nếu mà anh em không lấy ra được thì lúc anh em vệ sinh anh em phải lấy tay anh em giữ lại ha, chứ không phải là anh em lấy cái vòi hơi này anh em xịt lung tung xà ngầu là nó sẽ văng hai cái miếng đó đi ha. Ủ máy này thì đó, Hiếu đã nói 98% thì dĩ nhiên nó phải như vậy thôi, nó rất là đẹp nha anh em. Nếu nói thứ điều với lúc nếu lúc đầu mà giá nhiều đừng bung ra luôn á, cứ để vậy xài nhiều khi cũng chẳng sao đâu, nó mới bị nhá lựa chỗ này thôi ha, này thì bút sơ thôi. Rồi thì đó là những cái một cái máy mình cần làm những cái gì ha. Như phần đầu thì loại bỏ những mớ cũ ra, tra mớ mới thôi là xong. Rồi bây giờ cùng chị đợi Hiếu để Hiếu sẽ tổng vệ sinh hết tất cả rồi sẽ ráp lại một cái máy, rồi cũng như là test thử vài cái vít cơ bản cho anh em xem ha. Rồi và sau khi Hiếu đã tiến hành vệ sinh hết tất cả rồi ha, bắt đầu cùng tiến hành là ráp vô. Thì máy này là đáng tiếc khi cái đầu này không phải là đồ zin ha. Nếu mà đồ zin thì ok lắm anh em, giá trị rất cao nha anh em. Rồi thì cái máy này anh cần là một cái dây đeo, và máy của anh thiếu một cái cục nhựa để bắt cái dây đeo cũng như một con ốc bắt dây đeo. Hiếu cũng lấy sàn cái máy này qua luôn, máy Hiếu đang ok đấy. Sàn qua cho anh luôn ha, và một cái lò xo. Lò xo nó hình cái phễu như ban đầu Hiếu đã nói rồi á, lò xo nó hình phễu như thế này nè. Một cái lò xo như thế này. Ủa, không biết hai cái học này về giống nhau không ta. Đó, một cái lò xo anh em ha. Ốc nữa. Một con ốc, một cục nhựa. Đời này thì lại là ốc ren rồi anh em, ốc ren ren thư rồi. Để Hiếu kiếm con ốc ren nhiễm cho anh ha. Tại vì cái đời của anh là nó là có con tán đây nè, chắc chắn nó là ốc ren nhiễm rồi anh em ha. Rồi còn cục nhựa, cũng biết cục nhựa gánh vừa hay không. Quay lại phải tháo ra. Đời này cục nhựa gắn liền anh em ơi, cái đời này của Hiếu cục nhựa gắn liền cũng không có sàn qua cho anh được, cũng khô luôn, lại bắt vào chỉ lấy được mỗi cái lò xo thôi. Còn đời của anh là cục nhựa gắn rời, không biết để xem kỹ, không biết gắn rời hay là bị gãy. Cục nhựa gắn rời, đời của anh là cục nhựa gắn rời nè ha, nó có cái gờ để đẩy cục nhựa vô nè. Thôi thì không cần cục nhựa cũng được, mình có một ốc mình sọ ở đây được rồi, và mình siết nhẹ tay ha, tại vì khi nó không có cục nhựa dẫn tránh giữ cứng ở chỗ này thì mình siết vừa tới thôi, chứ mình đừng siết quá là nó sẽ móp cái vành này vô anh em ha. Rồi bây giờ cùng chợ ra đèn thì Hiếu cũng đã làm ok rồi ha, thấy bóng đèn rồi, được ráp vô thôi. Đèn thì cũng đã test nó ok rồi. Rồi bắt con ốc đây vô nữa thôi ha. Rồi, nắp này bỏ vô, và Hiếu cũng chia sẻ cho anh em biết ha, cái pin này nó có mã là R1 size N nha anh em, R1 size N. Đó, anh em cứ nhấn như vậy là nó sẽ ra cái cell pin này ha. Anh thích thì anh em gắn vô anh em xài ha, mua về anh em gắn vô xài. Rồi bây giờ cùng chị Đại Hiếu để Hiếu hoàn thiện một cái máy ha anh em ha. Rồi mọi thứ đã chỉnh chu rồi anh em ha.
làm mấy cái máy này là rất là sướng nè, mình nhìn thấy cái độ bền của nó còn cao quá. Khẳng định với anh em mấy cái máy này, anh em xài một ngày 4 tiếng trở lên, 8 tiếng đổ lại ha, thì những kiểu mà độ bền cỡ này á, cao cỡ này á, thì khẳng định với anh em nhiều khi phải 2-3 năm thì nó mới quay trở lại ha. Có nghĩa là nếu với cần phải sửa chữa hay gia cố, còn phải tùy thuộc, phụ thuộc vào anh em xài kỹ hay xài không kỹ nữa anh em ha. Có nhiều anh em xài máy hay thích để nằm như thế này nè, khi mà mình bắn những cái con vít máy tôn này nọ ra những bao phi, mà anh em để như vậy ha, nó hay hít vô những cái xoa to ha, còn xoa to 500 á, anh em đặt đứng như vậy thì nó ok hơn rất nhiều. Nói chung mình bảo quản là che nắng che mưa, nó sẽ bền bỉ cho 5 tháng thôi. Anh em mà một đời ta ba đời nó ha, thì chú quanh long lóc thì nó mau xuống cấp hơn thôi ha, mau hỏng hóc hơn. Rồi cái đèn ha, thì Hiếu cũng đây, Hiếu cũng hướng dẫn cho anh ha. Đó nè, anh thấy chỗ này nè ha, nó có con ốc ở mặt dưới nè. Mỗi lần mà anh muốn gắn pin vô ha, bắt buộc anh phải, một đó là có cái tua vít đây, mình mở đây cũng được nè ha. Đó, mình kê như thế này nè, mình mở cũng ra nè. Đó, sẽ mở ra. Còn không á, là anh bắt buộc anh phải tháo con vít này ra luôn. Nếu mà anh có tua vít dài giống Hiếu như thế này thì anh không cần phải tháo này ra. Đó, anh sẽ tháo ra. Tốt nhất là anh em cứ tháo ra luôn đi cho nó dễ. Rồi anh thấy có cái mũi tên nó xịn đây để mình cách mở ra nè ha. Đó, đẩy lên là mình có thể thấy tháo ra, gắn hai cục pin vô. Và nhớ trong đây nó cũng có chỉ dẫn cho mình nè, B trừ B cộng nè ha. Thì cục pin của mình nó trừ cộng anh cũng phải đặt cho đúng ha. Hiếu quên, Hiếu chưa đánh cái này cho anh ha. Để Hiếu đánh này cho nó sáng đó. Cái chân tiếp xúc của hai siêu pin này. Và anh em cũng nhớ ha, pin này nó có mã là R1 size N nha anh em. R1 size N. Ok. Rồi, đóng nắp lại thôi. Đóng nắp lại thì anh em cũng để từ ở trên ha, để từ trên nè. Ha, trượt xuống nè. Đó, trượt xuống tôi cứ cụp một cái là biết là nó vô nghe. Lúc này anh em có thể bắt ốc lại. Và cái nấm quay này á, cái nấm treo đai lưng này á, thì nó có 3 cấp ha. Thì sẽ quay cho anh em xem. Vừa xít vừa tới thôi nha anh em, đừng có ấy quá. Đây là một cấp nè ha, một cấp này là để hay sử dụng nhất nè, treo trên người nè, thì cái máy mình nó dốc vậy, nó có độ dốc xuống vậy. Rồi cấp thứ hai nè, đó là nằm xè nghiêng cái máy. Cấp thứ ba nè, đó như thế này. Rồi thì video của Hiếu tới đây xin kết thúc ha. Chúc anh em thành công. Xin chào, hẹn gặp lại anh em một video tiếp theo. Xin chào.